Hi, xin chào mọi người. Trong video này mình muốn chia sẻ với mọi người một chút xíu về những cái stock của mình ở trên Germany rất là cao và lý do tại sao mình lại chọn những cái dividend stock cho cái portfolio này. Thì mọi người nếu ai theo dõi channel của mình lâu thì cũng biết là mình tạo cái portfolio này ra được khoảng 5-6 tháng rồi, từ tháng 3, bây giờ thì tháng 8 là khoảng 5 tháng, gần 6 tháng. Và account này bắt đầu với 5.000 đồng và mỗi tuần mình bỏ vào khoảng từ 200 đến 250 và vừa rồi mình vừa bỏ vào thêm 10.000 nữa. Bây giờ account này đã lên được khoảng gần 20.000 rồi. Thì trong video này mình muốn chia sẻ mọi người lý do tại sao mình lại thích những cái dividend stock cho cái portfolio này. Thì như mình đã nói từ đầu là cái portfolio này mình tạo cho những người không biết gì nhiều về investing, về đầu tư chứng khoán ở Mỹ này. Cho nên là mình chọn những cái stock có độ an toàn cao và phù hợp với tất cả mọi người. Kể cả là cho những người sắp retire hoặc là những người vừa mới bước chân vào chứng khoán ở Mỹ này. Và đầu tiên thì mình muốn cho mọi người xem cái account của mình ngày hôm nay. Màu xanh chỉ có lên được 0.04% thôi. Tuần vừa rồi lên được khoảng 0.22% và tháng vừa rồi lên được 0.5%. 3 tháng vừa rồi lên được gần 3% và 1 năm vừa rồi thì lên được khoảng hơn 4%. Nhưng mà mọi người nên nhớ là mình bắt đầu với 5.000 đồng thôi. Mình chỉ mới bỏ vào thêm 10.000 cách đây khoảng 1 tuần trước. Cho nên nếu mà based on cái first investment của mình, số tiền ban đầu mình bỏ vào trong portfolio này thì cái mức return của nó là khoảng từ 8-10%. Thì tất cả những cái stock trong này đa số nó là những cái stock trả tiền dividend. Một vài cái stock là growth stock, ví dụ như là AMD hay là ARKK. Còn với Ford thì stock này trước kia nó cũng trả tiền dividend, nhưng mà sau khi Covid thì công ty này đã cắt tiền dividend. Nhưng mà mình rất là tin tưởng công ty này về long term, đặc biệt là công ty này đang chuyển hướng qua sản xuất những chiếc xe chạy bằng điện, và mình tin tưởng là tương lai nó sẽ trả tiền dividend lại thôi. Có thể là năm tới đây khi mà nó làm ăn lại ok thì nó sẽ trả tiền dividend lại. Và một trong những cái position mà mình có nhiều tiền nhất ở trong portfolio này thì tất nhiên là JP. Đây là một cái ETF mà trả tiền dividend rất là cao. Mình vừa bỏ thêm 6.000 đồng vào trong cái ETF này cách đây khoảng 1-2 tuần. Và lý do mình bỏ nhiều tiền vào trong cái ETF này đó là tại vì mình nghĩ bây giờ cái market nó quá cao, những stock giá nó quá mắc, cho nên là mình không có muốn mua những cái stock đó vào lúc này. Đó là lý do tại sao mình bỏ vào trong JP này, có một ít return và tất nhiên nó cũng trả tiền dividend ra hàng tháng luôn. Và trong những tuần tới đây khi mà mình tiếp tục bỏ tiền vào, nếu mình không có thấy good deal ở trên market thì có thể là mình sẽ tiếp tục bỏ vào trong JP, hoặc là một cái ETF nữa đó là RYLD, là cái Russell. Nó cũng bán cover call và trả tiền dividend, nhưng mà cái Russell này, cái ETF này, cái độ lên xuống của nó nhiều hơn so với là JP. Mình cũng vừa mới mua cái Russell này, cái ETF RYLD này vào tuần trước với 20 share, khoảng 500 đồng, bây giờ cũng lời được hơn 1%. Cái ETF này mọi người, nó có dividend yield là 12%, rất là cao. Và lý do tại sao mình lại chọn những cái dividend stock cho cái portfolio ở trên Robinhood này. Thứ nhất đó là những công ty mà trả tiền dividend, đa số những công ty này nó có fundamental rất là tốt. Nó đã có bề dày lịch sử lâu đời rồi và nó làm ăn tốt, cho nên là nó muốn chia một phần lợi nhuận cho những người investor, những người mua xe của những công ty này. Cho nên là những công ty này nó cái mức độ an toàn của nó cao hơn rất là nhiều so với những cái growth stock, những công ty mà đang phát triển, những công ty vẫn chưa có lợi nhuận. Còn đa số những công ty mà trả tiền dividend ra, mình nói đa số không phải là tất cả mọi người, đa số những công ty trả tiền dividend ra nó làm ăn và có lợi nhuận. Đó là lý do tại sao mà nó chia một phần lợi nhuận cho những người đầu tư vào những công ty đó. Và có nhiều công ty nó đã trải qua rất là nhiều khó khăn, qua nhiều cái recession, nhiều cái suy thoái mà nó vẫn trả tiền dividend qua những cái thời gian khó khăn như vậy. Nó làm cho mình cảm thấy yên tâm hơn khi mà đầu tư vào những công ty này và không lo sợ nhiều khi mà cái market nó downturn, nó bị crash, thì nó vẫn trả tiền dividend ra và cung cấp cho mình một cái lượng income nhất định. Và tuy là mình vừa mới đầu tư vào trong cái portfolio này chưa được 6 tháng nhưng mà đã có rất là nhiều công ty trả tiền dividend cho mình. Đặc biệt vào tháng 8 này mình cũng muốn show cho mọi người xem luôn. Đầu tiên đó là AT&T, nó trả cho mình hơn 3 đồng, mình chỉ có khoảng hơn 6 share của AT&T thôi và mình đang suy nghĩ là có nên bán cái stock này ra hay không. Dividend yield nó rất là cao, nhưng mà có rất là nhiều khả năng năm tới đây nó sẽ cắt tiền dividend nó. Thứ hai đó là JP Morgan, mình cũng vừa mới mua JP Morgan khoảng hơn 1 tháng thôi và nó cũng đã trả tiền dividend cho mình được khoảng hơn 1 đồng. Thì tất nhiên mình chỉ có hơn 1 share của JP Morgan thôi, nhưng mà mình biết là sau này khi mà mình gom được nhiều share của JP Morgan hơn thì nó sẽ trả tiền dividend nhiều hơn cho mình. Và các bạn nên nhớ một điều như thế này, đó là những cái stock mà trả tiền dividend này mình không cần làm bất cứ điều gì hết. Mình chỉ cần mua những cái stock này và giữ nó, và tới đúng ngày thì nó sẽ tự chuyển tiền thẳng vào trong cái buy and power cho mình, vào trong cái cash cho mình.
đó là cái lời đầu tiên, mình không có cần làm gì hết mọi người, mình chỉ cần mua và giữ nó thôi. Thứ ba nữa cũng là một cái position mới, đó là JP. Với JP thì nó trả cho mình khoảng 5 đồng, lúc đó mình chỉ có mới 20 xe thôi, chưa được 20 xe, mới 19 xe thôi. Nhưng mà mọi người biết bây giờ mình đã có khoảng 100 xe của JP rồi, cho nên là tháng tới đây nó sẽ trả cho mình rất là nhiều tiền từ cái ETF này. Đây là một cái monthly dividend, có nghĩa là tháng nào nó cũng trả cho mình mọi người. JP, JEPI. Thêm một cái dividend khác đó là EPD. Thì đây là một cái stock về pipeline liên quan đến những cái đường ống dẫn dầu, và nó cũng trả cho mình khoảng gần 4 đồng. Mình có chỉ có 8 xe của cái stock này thôi, và có rất nhiều khả năng mình sẽ mua thêm cái stock này. Dividend yield của nó là khoảng 8%, rất là cao. Realty Income cũng là một cái monthly dividend, nó trả hàng tháng luôn mọi người. Với 7 xe, gần 8 xe thì nó trả cho mình gần 2 đồng, tháng nào nó cũng trả cho mình hết. Thì với những cái tiền dividend này, đây là một cái tiền extra, nó trả thêm cho mình. Còn cái tiền mà khi mà mình mua xe và cái stock nó đi lên thì nó vẫn nằm trong cái account của mình. Đây là cái tiền thêm mọi người, thêm cái tiền cash nó trả ra cho mình. Costco, đây là một trong những cái stock mà mình có được rất là nhiều lợi nhuận. Tại vì mình mua cái stock này với giá khoảng hơn 300, khoảng 320, 330. Và bây giờ nó đã lên được 440 mấy rồi. Lời được khoảng 36%, cộng thêm những cái tiền dividend mà nó trả ra cho mình, rất là vui với cái Costco này. Tuy là mình chỉ có mua khoảng hơn một xe thôi, một xe rưỡi thôi, thì đó là tất cả những cái stock mà sẽ trả tiền dividend cho mình trong tháng này. Và tất nhiên những tháng tới đây thì tiền dividend của nó cũng sẽ tăng lên thêm rất là nhiều khi mà mình bỏ tiền vào thêm để mà mua thêm nhiều stock khác. Đặc biệt là vừa rồi mình bỏ vào thêm 5.000 để mà mua JP, một trong những cái ETF mà có tiền dividend rất là cao, khoảng hơn 7% một năm. Còn bây giờ mình muốn cho mọi người xem cái nhìn tổng quát về cái portfolio này. Thì đây là cái website mà mình hay dùng để mà quan sát và theo dõi những cái stock mà mình đã có ở trong cái portfolio này. Thì các bạn có thể thấy là cái portfolio của mình hiện tại vào lúc này là khoảng 19.000, và cái dividend yield hiện tại của mình là khoảng 4.17% một năm. Cái annual income có nghĩa là cái tổng số tiền dividend mình nhận được trong vòng một năm sẽ được là khoảng 785 đồng. Thì đây là tất cả những cái stock của mình đang có. Mình có Apple này, nó theo cái thứ tự ABC, AMD, Amazon. Thì Amazon và AMD là hai công ty nó không có trả tiền dividend. Đây là hai cái growth stock của mình ở trong cái portfolio này. Còn lại đa số những cái stock kia thì nó trả tiền dividend. Nó cập nhật cho mình đầy đủ tất cả những cái thông tin mà mình cần, ví dụ như là cái số tiền mình bỏ ra mình mua bao nhiêu, cái phần lợi nhuận của mình từ khi mình mua cho đến bây giờ là bao nhiêu, và cái dividend yield của mình khi mà mình mua là 73% với Apple và bây giờ chỉ còn 60% thôi. Lý do là tại vì cái stock này nó đã lên rồi, tại vì cộng thêm cái tiền lợi nhuận của mình là khoảng 114 đồng này. Thực sự cái yield của mình khi mà mình bỏ tiền ra mua là khoảng 0.73%, và cái số tiền hàng năm nó sẽ trả ra cho mình là khoảng 3.67 đồng từ những xe mà mình giữ của Apple này. Thì tất nhiên nó cũng giống như tương tự những cái stock khác luôn. Những cái mà trả tiền dividend thì nó có, còn những cái mà không có trả tiền dividend thì nó sẽ không có. Ví dụ như ở đây là cái Enterprise Products EPD này thì cái dividend yield của nó là khoảng 8%, và cái dividend yield của mình là chỉ là 7.85 thôi, tại vì khi mà mình mua thì cái stock này giá cao hơn, bây giờ nó xuống thì cái dividend yield của nó đã cao hơn rồi, và một năm nó sẽ trả ra cho mình là 15 đồng từ 8 xe, hơn 8 xe mà mình đang giữ cả từ cái stock này. Và đây là tất cả những cái dividend stock mà mình sẽ nhận được trong năm này. Trong tháng 8 này mình sẽ nhận được khoảng 71 đồng, tháng 9 sẽ nhận được khoảng 52 đồng, và mỗi tháng nó sẽ cập nhật cho mình là số tiền mình sẽ nhận được từ những cái stock mà mình đang giữ này. Cũng rất là nhiều phải không mọi người? Tổng hàng năm thì mình sẽ nhận được khoảng 785 đồng. Thì các bạn tưởng tượng là với 19.000, gần 20.000 invest vào thì một năm mình sẽ nhận được khoảng 785 từ tiền dividend. Nếu mà các bạn có thể roll cái portfolio này lên khoảng 190-200 ngàn thì một năm sẽ nhận được là khoảng hơn 7 ngàn, gần 8 ngàn tiền dividend. Đó là chưa kể những công ty nó sẽ nâng cái tiền dividend của nó lên hàng năm. Còn đây là cái future value của cái account này, thì sau 10 năm thì các bạn cũng có thể thấy là từ 19 ngàn nó sẽ lên được 35 ngàn. Có thể nói rất là thấp đúng không mọi người? Các bạn có thể thấy là cái mức return của nó rất là thấp, tại vì cái dividend growth chỉ có 3% thôi. Thường thì những cái stock mà mình pick, cái dividend growth của nó là trung bình cái account này mình nghĩ là khoảng từ 6-7%, thì mình sẽ đổi lại thành 6% đi. Cái appreciation, cái price appreciation có nghĩa là cái giá của nó khi mà mình mua nó lên như thế nào. Đây là nó dự đoán là lên khoảng 2% một năm, rất là thấp. Các bạn thấy là cái portfolio mình sau 6 tháng nó lên được khoảng từ 8-10%.
cho nên là mình sẽ để một cái percentage thấp hơn một chút xíu, khoảng 7% một năm. Tại vì cái market có lúc nó lên nhiều, có lúc nó lên ít, và mình bỏ 7% một năm, đây là một cái mức return cũng không phải là cao. Và cái annual contribution này thì các bạn biết là mình bỏ vào một tháng khoảng từ 800 đến 1.000 đồng. Tại vì mỗi tuần mình bỏ vào khoảng từ 200 đến 250, có nghĩa là một năm mình sẽ bỏ vào thêm trong cái account này là khoảng 9.000 đồng một năm. Thì để xem khi mà mình update cái chart này thì sau 10 năm nó sẽ lên bao nhiêu. Thì các bạn thấy rõ ràng một điều là sau 10 năm khi mà mình update những cái số liệu rõ ràng của cái portfolio của mình với 9.000 đồng mỗi năm mình bỏ vào thêm trong cái portfolio này, và cái mức lên của những cái stock của mình là khoảng 7%, và mức grow của những cái dividend là khoảng 6%. Tại vì các bạn biết là có một vài cái stock có dividend yield nó phát triển rất là nhanh, và một vài cái stock thì nó không có trả tiền dividend nhưng mà cái mức return của nó rất là nhiều, ví dụ như là AMD hay là Amazon hay là Apple. Thì mình bỏ 7% thì cũng rất là ok, mình nghĩ là không có nhiều. Các bạn thấy là sau 10 năm thì cái portfolio này nó sẽ lên được 188.000 sau 10 năm, từ 19.000 lên 188.000, và cái dividend mình sẽ nhận được hàng năm vào năm thứ 10, năm 2030 sẽ là 12.000 đồng một năm, rất là nhiều đúng không mọi người? Thì với cái portfolio này sau 5 năm, có nghĩa là vào năm 2026 thì portfolio này sẽ lên được khoảng 90.000, và sau 10 năm thì nó sẽ lên 188.000. Thì các bạn thấy một điều là từ 19.000 vào lúc này, 10 năm sau mình có thể grow cái portfolio này lên đến mức là 200.000. Đó là tất nhiên mình phải cộng thêm là khoảng 9.000 đồng một năm mình bỏ vào trong cái portfolio này, khoảng 200 đến 250 đồng một tuần, và với cái mức return là khoảng 7% một năm, thì cái portfolio này sẽ reach được khoảng 188.000, gần 200.000 trong vòng 10 năm nữa. Và mình sẽ tiếp tục update cho mọi người xem. Và tất nhiên để làm được điều này không phải là một điều dễ dàng, tại vì mọi người biết là để bỏ tiền vào trong những cái portfolio này 1.000 đồng một tháng, có nghĩa là một năm khoảng gần 12.000, tùy theo cái số tiền mà các bạn invest vào trong portfolio này. Hiện tại mình thì bỏ khoảng 200 đồng đến 250 đồng một tuần, tùy theo cái market nó xuống nhiều thì mình bỏ nhiều hơn một chút xíu để mà mình mua thêm. Thì đó là cách để mà mình grow cái portfolio mình lên, mỗi tuần cứ bỏ vào một ít như vậy. Thì sau khi mình nhận được paycheck thì mình lấy ra một ít để bỏ riêng một bên để mà bỏ vào để mà invest. Đó là cách để mà mình grow cái portfolio lên. Không ai tự nhiên mà có 100.000 hoặc 200.000 ở trong stock hết, người ta phải grow lên từ từ. Thì các bạn cũng thấy rồi, mình đã làm một cái ví dụ cho mọi người xem rồi. Từ 19.000 gần 20.000 nó sẽ lên được khoảng 190.000, 200.000 sau 10 năm nữa. Cộng thêm cái tiền dividend mình nhận được hàng năm là khoảng hơn 12.000 đồng. Rất là hấp dẫn phải không mọi người? Đó là lý do tại sao mình lại chọn những cái dividend stock, những cái stock an toàn cho cái portfolio này, để cho tất cả mọi người có thể mua và tất cả mọi người có thể copy để mà đầu tư, để mà có thể retire sớm hơn. Thank you mọi người đã theo dõi video của mình.